Hôm nay sẽ học về cái đường đi của đường kinh Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu. Thì ta bắt đầu cái đường kinh này bắt đầu từ gốc của móng tay móng của ngón tay thứ tư. Sau đó nó sẽ đi dọc theo lưng bàn tay giữa của xương ngón thứ tư và thứ năm. Rồi nó sẽ lên cổ tay. Bây giờ ta sẽ xem video để xem thử nó chạy như thế nào. Bắt đầu từ ngón tay thứ tư. Đấy. Bắt đầu từ ngón tay thứ tư, nó sẽ đi dọc theo lưng bàn tay đến giữa ngón thứ tư và thứ năm. Nó sẽ lên cổ tay. Rồi đi giữa hai xương vai và trụ của chỏ. Đi lên cổ tay, đi giữa hai xương vai của và trụ lên cổ chỏ. Bây giờ nó sẽ đi giữa hai xương vai nhé. Lên cổ chỏ ngoại quan. Ngoại tông lên cổ chỏ, đấy. Sau khi lên cổ chỏ thì nó sẽ đi dọc mặt ngoài cánh tay, đi dọc mặt ngoài cánh tay lên vai rồi vào hố trên đòn, lên vai rồi vào hố trên đòn. Nó đi dọc theo mặt ngoài cánh tay lên vai rồi vào hố trên đòn, dọc ngoài cánh tay này lên vai này vào hố trên đòn này, nó vào vào huyệt nhiên liêu, Tiếp đến từ hố trên đòn nó sẽ đi lên gáy, rồi đến sau tay, bây giờ nó sẽ đi lên gáy. Từ huyệt nhiên tiêu nhiên liêu này nó sẽ đi sau gáy rồi đến tay, đấy, nó đến lưu tức khế mạch đấy. Nó vòng dọc theo rìa tay từ sau ra trước, tay rồi đến tận cùng ở đuôi lông mày, từ sau ra trước tay rồi tiếp theo là nó sẽ đến tận cùng của đuôi lông mày. Nó vòng từ sau ra trước rồi nó sẽ đi đến tận cùng của đuôi lông mày, từ sau ra trước rồi đấy đến tận cùng của đuôi lông mày. Đuôi lông mày chính là nhiệt ti trúc không, huyệt ti trúc không. Từ hố thượng đòn nó có nhánh ngầm. Ở đây nó có một thêm, đó là từ hố thượng đòn nó có nhánh ngầm đi vào tâm bảo, liên lạc với Tam Tiêu, cho nên nó gọi là Thiếu Dương Tam Tiêu. Từ hố thượng đòn này, hố thượng đòn đâu, chính là đoạn này đến như hội, rồi từ hố của thượng đòn đây, thiên liêu đây, nó sẽ có nhánh, nó chạy vào. Từ chỗ này là nó có nhánh chạy vào Tam Tiêu. Tam Tiêu nó liên lạc với Tam Tiêu. Và từ tay thì nó có nhánh ngầm đi vào tay rồi ra trước tay, đi vào trong tay rồi ra trước tay. Như vậy là từ chỗ tay này, chỗ huyệt lưu tức khế mạch này nó sẽ có một cái nhánh ngầm lưu tức khế mạch, hoặc là cái xem lại nhé, từ hố thượng đòn nó sẽ có một cái nhánh chạy vào Tam Tiêu, rồi từ tai này nó sẽ có nhánh đi vào trong tai rồi ra bên ngoài. Như vậy sẽ kết thúc được cái lộ trình của kinh thủ Thiếu Dương Tam Tiêu.